Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con LG G8, cái con mà hôm trước em bị bị lừa mà cái màn hình nó bị hỏng thế này. Thì nay nó bị hỏng rồi, cho nên cũng sẽ tháo nó ra xem là có làm gì được không. Thì cũng nhân tiện hướng dẫn các bác là ví dụ các bác nào mà bị hỏng màn hình ấy, thì muốn thay màn hình thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần mua cái màn hình về, và nếu mà có khung ấy, nhưng có còn cả khung như này thì thôi không phải tháo ra, nhưng mà nếu như mà chỉ có mua màn hình không ấy, thì các bác bắt buộc phải tháo cái màn hình cũ của các bác ra ấy, để mà thay cái mình mới vào. Thì tháo ra nó cũng dễ thôi. Thì các bác tháo hết những cái này rồi, những cái ở đằng sau rồi, thì nó sẽ còn mấy một số cái cơ bản như này. Ví dụ camera trước này thì các bác cũng nên tháo ra nhé. Cái này các bác cũng như này rồi, các bác chỉ cần bóc ra thôi, nó cũng dễ thôi, để tầm tay bóc cũng được. Nó chắc, nếu hơi chắc thì các bác cứ lấy tôi vít, các bác tháo ra thôi. Không được thì dùng cái gì đó bậy nó ra, nhíp hoặc cái gì đó. Cái này đang còn mới nên nó hơi hơi chắc. Ồ, con này hơi chắc các bạn, cái này nó dán kiểu gì ạ? Thôi rồi, cứ từ từ sẽ tháo ra được rồi. Ở đây là cầm trước này, bậy cái móng tay nó ra này. Đấy, thì chỗ này nó sẽ rộng rãi hơn. Đó, thì các bác cứ dùng 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 móng tay thôi, không cần phải dùng cái gì khác, cứ móng tay nó như này là bác cứ cậy ra mạnh ra, nó dính keo mà, nó dính keo ở đây này. Đấy, nó dính keo ở chỗ giữa này, dính keo chỗ giữa này, cho nên là nó hơi, hơi chắc một chút thôi, cứ cậy mạnh nó ra thôi. Chú ý đừng đừng cậy vào cái chỗ cáp này nhé, các bác cậy vào chỗ cáp này có thể nó sẽ bị đứt cáp. Đó, bỏ ra. Thì tiếp theo sẽ là nếu như các bác nào mà muốn cậy cục pin ra thì cũng được thôi, nhưng mà thực sự là thay cái mình thì không cần phải cậy cục pin, để nó như thế cũng được. Và cái cụm sạc dưới này này thì các bác cũng không cần tháo cũng được, nhưng mà thôi em nghĩ là cứ nên tháo ra, tháo đây rồi tháo ra được hết, tháo ra cho chắc ăn. Đấy, cái này nó cũng dễ thôi, nó dính bằng cái này, thì chỗ này nó có cái cổng 3.5 này, các bác tháo nắp này ra và các bác lật ra thôi. Đấy, cái này cũng chỉ cần dùng móng tay thôi, nó ra hơi cứng, em không có móng tay, nên nếu mà không có móng tay thì dùng gì đó bẻ nó ra thôi. Đấy, nó cũng rất là dễ thôi. Rồi, ok, đây cụm 3.5. Còn cái cụm sạc này thì các cứ cứ tách ra dần ra, dùng một tô vít tách cũng được, nó cũng dính nhẹ nhẹ thôi, không cần dính mạnh mấy đâu. Đấy, em bóc bẻ nó ra luôn đây này, bẻ nó ra luôn này. Đó. Đó, thì bây giờ là như này là các bác có thể là khò cái mình ra được rồi, nó không còn dính cái gì nữa đâu. Mấy cái này nha, mấy cái rắc này không cần phải tháo nhé, cái rắc này không phải tháo. Cái chỗ rắc này này, cái rắc chỗ này này, các bác tưởng nó ăn xuống màn hình nhưng không phải nhé, cái rắc này nó ăn với cái cảm biến tiệm cận, cho nên cũng không cần phải tháo ra nhé, cứ để im vậy, không cần phải tháo ra. Đó, thì em sẽ tháo ra, thì các bác phải dùng một cái khò nhé các bác, dùng một cái khò. Đó, bỏ đây. Thì các bác không có khò ấy, thì các bác có thể dùng cái máy sấy tóc ấy, máy sấy tóc ấy, máy sấy tóc có khò cũng được, còn em có khò thì em khò thôi. Em sẽ khò đây. Thì cái quá trình khò này ấy, nó sẽ tua nhanh lên một chút, các bác khò tầm khoảng 2 đến 3 phút nhé, ở cái nhiệt độ khoảng tầm gần 100, gần 200 độ. Đấy, nó cứ khò đều đây. Đấy, khó đều đã. Nói chung là cũng không cần phải phải tua nhanh như thế này đâu, nó chỉ mất khoảng 3 phút thôi. Thì trong vòng 3 phút đấy em sẽ làm trực tiếp luôn cho các bác xem, nữa là xem là nó có đúng là 3 phút không. Nhiều khi các bác bảo là nhiều khi các bác nhanh quá hay là chậm quá nó không có thể là nó gặp vấn đề. Em đang để khò là tầm khoảng 200 độ nhé. Đấy, cho các khò đều rồi. Các bác không có cái khò này ấy, thì các bác có thể là dùng cái máy sấy tóc để nó chế độ cao nhất ấy, làm sao để cho nó nóng lên là được mà, nó dễ thôi. Nếu như bác nào mà không không có tự tin để tháo ra thì bắt buộc phải mang ra thợ thôi, nếu mà thợ người ta chuyên nghiệp mà người ta tháo được hết các máy ấy mà. Còn nếu mà nó không biết cái tháo LG thì đưa cứ biết được cho nó biết ngay mà. Tại vì thợ ở gần bác, ở gần nhà các bác ấy, nhiều thợ là không biết đến LG đâu, nó như một cái hãng xa lạ nào đó, nó rất là nóng rồi.
bây giờ chỉ được 1 phút thôi, tại vì em để 200 độ khá là nóng. Đấy, các bác cứ khỏi đều ở cái viền này, cái viền này. Con này cái màn hình này, quên cái bộ sạc này chứ, mua mất 1,5 triệu các bạn mà không dùng được, đến bây giờ là phá ra cho các bác xem thế nào. Em cũng đang đặt một cái bộ màn hình mới về và em chỉ mua cái bộ màn hình thôi, không có khung, không cần khung, tại vì mình có khung rồi mà, mình có mấy cái khung luôn rồi. Ok, xong rồi thì các bác sờ tay xem còn nóng không, thì đây nó chỉ cần khoảng hơn 1 phút thôi thì nó khá là nóng đấy. Thì các bác chỉ cần dùng cái miếng sim ấy, miếng sim mà các bác mua ở tiệm về ấy. Các bác dùng cái miếng đấy các bác mài mài cái góc này này, mài cái góc này cho nó sao nó dẹp nhất có thể, nhưng nó kiểu nó sắc ấy, sắc như lưỡi dao ấy đấy. Xong các bác tìm cái chỗ nào mà nó hở nhất ở trên con máy này thì các bác lèn vào thôi, các bác đưa cái này vào đấy. Tìm chỗ nào mà hở nhất nhé, chỗ này chưa hở cho lắm. Đây, chỗ này đấy, cứ tìm chỗ nào hở nhất các bác đưa vào nhé, và các bạn đưa cứ đưa một đường thôi. Nói chung là cái mình nó hỏng rồi cho nên là em cũng cũng làm cho nó qua thôi. Có thể sai kỹ thuật hoặc như thế nào đấy, nhưng mà do cái màn hình nó hỏng rồi cho nên không làm gì, cho nên em phá nó ra. Mà như em khuyên các bác là cứ tốt nhất là không biết làm thì cứ cứ mang ra thợ đấy các bác. Cái màn hình này thì nó không như thể là cái kính lưng nhé, cho nên các bác đưa vào một cái đường nó mỏng mỏng thôi, mỏng mỏng tầm này thôi đấy. Đấy, nó cũng rất là dễ thôi. À, tại vì tháo cái này nó cũng khá là nguy hiểm các bác, nó có thể là gây ra hỏng, nếu mà các bác tháo cái màn hình mới ấy, thì có thể gây ra cái hỏng, việc hỏng màn hình. Nhưng mà đây là cái màn hình nó hỏng rồi thì em hướng dẫn tháo ra nó đại thôi, nó không 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 quan trọng là giữ lại cái màn hình này mà nó hỏng rồi. Thì cái máy của các bác mà màn hình nó hỏng rồi thì cứ dùng cách này mà chơi ra thôi. Còn mà tháo kiểu là tháo mà để mà bán cái màn hình ấy, kiểu mà nó chỉ hỏng khung thôi ấy. Đấy, cái này nó khá là đấy, nó như này là ra rồi đấy các bạn. Thì cái máy nào mà các bác lưu ý là giữ lại màn hình ấy, giữ lại màn hình nhá, thì các bác nên 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 đưa ra tiệm hoặc là một cái nơi nào có biết làm về LG uy tín ấy, thì để nó tháo ra cho nó giữ lại được màn hình nhá. Chứ cái màn hình này thì em xác định là nó hỏng rồi mà, cho nên là em tháo ra có thể nó sẽ hỏng ở bên trong nữa. Đây này, đây các bác thấy không đây. Đấy thì đây là cái khung này cái pin nó sẽ không ăn với màn hình đâu, cho nên không sợ. Đây các bác nhìn này, cái màn hình này nó sẽ có hai lớp chính. Thứ nhất là cái lớp kính ở bên ngoài, cái lớp kính bên ngoài và một cái lớp gọi là lớp màn hình này này. Đây đây các bác nhìn này, đấy như cái này là nó hỏng rồi này, đấy các bác nhìn không. Đấy, cho nên các bác chỉ cần là đây này, ngay cả cái lớp keo này, đây đây, hôm nay em tháo ra thì mới biết được ngay cả cái lớp keo này, ngay cả lớp keo này cũng không phải là keo xịn, keo zin, không phải là cái keo zin ở theo cái là màn hình zin ấy, đây chắc chắn không phải màn hình zin nữa rồi. Đấy, cái màn hình này nó không biết tốt xấu thế nào nhưng mà chắc chắn nó không phải là màn hình zin. Đấy, nó dùng keo khác này này, đấy, đấy các bác thấy không? Đấy, hôm nay mới tháo ra thì mới biết. Rồi các bác, thì đây này, ở cái phần cái máy này của em này, cái màn hình này của em này, thì hôm trước là các bác cũng biết rồi đấy, là nó bị lúc thì nó lên, lúc thì nó chớp mình không lên ấy. Thì anh em thường bảo là bị lỗi cái cổ cáp ấy, thì là khu cổ cáp nó nằm ở đây này. Đấy, nó ngay đây thôi. Cho nên các bác nếu mà tháo cái này ra thì chú ý là nhét cái này nó gần gần thôi, đừng nhét sâu quá nó sẽ ăn vào đây. Ăn đây có thể là gây đứt cả cổ cáp luôn. Đấy. Còn cái màn cái đây là cái loa, gọi là cái loa gì được nhỉ, nó là cái loa liền với màn hình ấy, nó dùng công nghệ liền với màn hình ấy. Đây này, cho nên nó cái màn hình nào mà nó sẽ của con G8 mới có nhá, những con khác không có đâu, chỉ duy nhất con G8 có thôi, là loa nó ở đây, nó gần giữa khu màn hình này. Thì khi các bác dùng G8 các bác nghe loa thoại nhá, thì các bác phải áp vào chỗ này, áp chỗ này, chứ các bác áp ở chỗ trên này thì nó sẽ không nghe to đâu, các bác phải áp ở dưới này thì nghe nó mới to được. Đấy, do G8 nhiều bác cứ chê là cái loa thoại nó bé ấy,
Đấy, thì nhân tiện đây sẽ thử tháo xem là tháo được cái chỗ cổ cáp này ra không. Tháo kiểu gì để xem nó thế nào các bác. Đấy, đằng nào cái máy này nó cũng hỏng được mà. Đấy. À, em tháo ra mục đích để lấy cái khung thôi. Khung của máy còn khá là mới. Tháo, nói chung là phải phá lát bét ra xem nó thế nào. Đấy, mất 1,5 triệu phá cho các bác xem đấy. Nó chưa phá này bao giờ thì cũng không biết cách phá luôn các bạn. Nói chung cứ bóc mấy cái keo ra xem thế nào. Đấy. Đây. Đây các bạn, em bóc hết cái lớp keo ngoài này. Thì đây, các bác có thể thấy được cái mã sản phẩm này. Đây này. Alpha gì gì đây này. Đó, các bác có thể thấy đó. Thì đây này, em thấy đúng là cái phần cổ cáp này này, đúng là nó có vấn đề sao ấy. Thấy đây, nó có keo ở trong này, chỗ này nó không được trông không được sáng sủa cho lắm ấy. Chỗ này có một cái cổ cáp nữa. Thì đây các bác, cái màn hình của LG, bên LG nó khá là mong manh, em thấy là tháo ra nó khá là dễ hỏng đấy, rất là dễ hỏng. Nó ngay đây này, và nó rất là dễ bị tác động bởi cái việc mà các bác lèn cái này vào. Đây này, lèn này vào là các bác nó xuyên qua bên này luôn này. Đấy, đấy các bác nhìn thấy không, các lèn không 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 khéo, không sâu quá là nó xuyên qua bên này luôn đấy. Cho nên là nó rất là dễ hỏng nha các bác đấy, cho nên các bác chú ý nhé, rất là dễ hỏng. Cho nên các bác, cái này thì em hỏng rồi, em phá luôn rồi. Thực ra là cái này nếu mà cẩn thận thì vẫn có thể giữ lại được cái kính này cũng mấy trăm ấy, 400-500 ấy, nhưng mà không cần thiết. Đây này, đây nó hỏng, nó rất là dễ này, rất là dễ hỏng. Nếu các bác tháo mà nhét cái miếng nhựa này sâu quá, thường thợ tháo có thể không không dùng miếng nhựa này, họ dùng cái keo gì để mà tách keo thôi. Đấy. Nhân tiện tháo luôn bung bét luôn nha các bác, đằng nào để hỏng. Đấy, xem là nó như thế nào. Đây nào. Đấy, trong này có một lớp phim này. Đấy các bác thấy không? Một lớp phim này. Đấy, phim cách nhiệt cái điện gì đấy. Đấy, và lên trên này thì nó sẽ là cái gì? Bóc luôn. Thì ở trên này nó sẽ ăn với một cái rắc để vào đây. Rồi, nó có cả một cụm này này. Đấy thì em rất đứt luôn rồi, đứt luôn so với cái, nói chung là đứt hết. Đấy thì đây là một cái miếng, nó em nghĩ đây là cái, không biết là cái gì luôn, mình có chuyên gia đâu. Đấy, nó khá là, nó không giống như thời xưa. Bóc tiếp nào. Đây, cái cổ cáp này. Đấy. Cổ cáp rất dễ đứt. Thôi rồi, tiếp xem nào, xem nó cấu tạo nó như thế nào nha các bác. Hôm nay là phá banh banh nắp con này luôn. Thường thường là thợ họ sẽ tách tách cái keo này ra, tách cái keo, cách nói chung là tách được cái kính này ra để lấy cái kính. Nhưng mà em không, em cho nó hỏng luôn. Đấy, cho nó hỏng luôn đấy các bác. Thì cũng phá ra hết hết cỡ rồi. Đến đây nó, nếu mà muốn giữ lại cái kính này thì các thợ sẽ dùng cái keo để các bác tách tách cái kính này ra, nhưng mà em thì phá hỏng nó rồi. Hình như vẫn còn đấy, nhưng mà thôi. Đây này các bác nhỉ, nhìn đây này, cái cục cáp nó còn ăn mãi lên trên này cơ mà. Đấy, nó ăn mãi lên trên cái tấm này. Đây đây em nghĩ là tấm led để hiển thị đấy. Thôi đây, đây cái cục cáp này này, đây phần cục cáp này. Đấy, đây phần nó hơi hơi có vẻ xấu. Đấy. Cái này thì em có tham khảo mấy bác thợ thì mấy bác bảo là cái phần cổ cáp của bên LG thì ít người dám làm lắm, nó rủi ro lớn đấy, nó nên ít người làm lắm. Cho nên là nếu các bác nào mà màn hình nó bị sọc, bị nháy cái gì đấy thì đa số là do lỗi cổ cáp ấy, thì đa số là phải thay cả bộ màn hình thôi, chứ đừng có đi ép cổ cáp làm gì. Ép nó cũng không được lâu dài ấy, kiểu thế. Vì mấy ông thợ cũng không bảo hành dài đâu, có thể bảo hành một 1-2 tháng thôi.
Đấy, rồi ok. Thì đấy là nguyên bộ cái việc mà việc tháo màn hình ra rất là dễ, nhưng mà rất là dễ hỏng hỏng màn hình nha các bác. Cho nên các bác không biết, không chuyên môn thì đừng có tháo. À, đây nữa các bác. Đây nữa thì đang là tiện ở đây thì em sẽ tháo luôn cái phần tản nhiệt này này. Nhìn các bác nhìn đấy đấy. Cái miếng tản nhiệt này của em thì nó đã bị nhăn nheo rồi, nó nhăn nheo rồi cho nên cũng khó ra luôn, xem nó có dễ ra không. Đấy. Đang tiện cái khò đây mà. À, clip nó sẽ rất là dài, nó không cảm nhé. Tại vì nếu mà khò khó ra được ấy, khò dễ dàng ra được ấy, thì em sẽ thay cái miếng đồng tản nhiệt của em vào. Đó các bác, nó cứ khò theo cái này thôi. Em không biết là gắn keo hay là gắn cái gì. Em nghĩ chỗ này nó sẽ là cái miếng tản nhiệt ấy, thế đây nó sẽ phải chịu nhiệt rất lớn, mà dùng keo thì có vẻ là không hợp lý, có vẻ không. Nó hơi nóng. Ồ, nóng quá. Nóng ạ, em khó hơi nóng đó các bác, thấy không, nó chứng tỏ là nó cũng khá là khó tháo ra. Gắn keo thôi các bác. Nói chung là cứ giật nó ra thôi. Em cũng nghĩ là cái miếng miếng đồng này ấy, nó phải là một cái dạng ống, chứ không nghĩ là nó dẹp đẹp như này. Như này nó dẹp đẹp à, dẹp đẹp luôn đấy. Không có cái, nó không có cái phải là ống đâu, dẹp đẹp rồi nhé. Đấy, và cái phần dưới mà dán nó cũng là dạng dạng keo các bác, keo chắc đây là một dạng keo mà chống được nhiệt đấy. Đấy, đấy thì nói chung là em đã tháo hết rồi đấy. Ok, cái pin này thì hình như nó còn còn khá ngon đấy. Em cứ để đây thôi, để dùng cái pin này xem thế nào. Em pin này thấy em trông thì nó cũng xịn mà, cứ để dùng như thế nào nhé. Ồ, em vừa giờ tháo cái miếng miếng này ra thì nó bị ấy các bạn, nó bị như bị ở trong, đúng là nó có chất lỏng thật đấy, nhưng mà nó bị đây 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 nó có chất lỏng, không biết có phải không. Thấy chỗ đây nó có nước. Được rồi, ok các bác, thì bây giờ là em tháo được, và cái miếng này thì hoàn toàn có thể tháo được nhé, nhưng mà tháo cẩn thận thì em nghĩ nó vẫn còn ngon, nhưng mà không biết tại sao cái miếng này nó lại nhăn nhéo này. Thì chắc thằng này nó tháo ẩu rồi. Rồi, ok. Đây là việc mà tháo cái màn hình ra. Thì sau khi các bác tháo được cái màn hình ra ấy, thì các bác nhớ vệ sinh hết. Đây này, cái này vệ sinh hết. Ôi, cái này đúng là cái keo lởm các bạn, nó rất là lởm luôn. Đấy. Thì các bác vệ sinh hết những cái này sạch sẽ đi nhá. Sau đó thì các bác mới 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 gắn cái mình mới vào. Mới gắn mình mới vào được. Rồi, ok. Chào các bác nhé.